Hết quý 1, nhiều ngành hàng xuất khẩu đã có những bứt phá thoát ra khỏi vòng xoáy ảm đạm. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi lo khi kinh tế thế giới chưa phục hồi hoàn toàn, vẫn có những bất ổn khó lường. Chính vì thế, doanh nghiệp vừa tăng tốc sản xuất kinh doanh, vừa mong có được sự tiếp sức từ trong nước. Doanh nghiệp này bắt đầu thử sức với sản phẩm mới, với nhiều mảng khách hàng khác nhau. Dù đây không phải là thế mạnh, nhưng thị trường buộc họ phải thay đổi để duy trì sản xuất. Mỗi một khách hàng thì mình có những đơn hàng riêng, hàng thứ 24 này thì cũng rất nhiều khó khăn, nên là nhìn chung là các lượng mà đơn hàng trong thời gian này là cũng có cái sự là đi xuống. Quý đầu của năm, xuất khẩu máy tính, linh kiện điện tử tăng trưởng hơn 30%, mang về 15,7 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Mặc dù vậy, doanh nghiệp trong ngành vẫn thấp thỏm về các đơn hàng tương lai, mong đợi sự tiếp sức. Để các cái đơn hàng vào quý 3 chắc chắn thì chúng tôi vẫn phải còn đợi sự điều tiết của dòng vốn, điều tiết của chính phủ cũng như là sự giải ngân của nhà nước nữa để giúp các doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng. Trước những lo lắng của doanh nghiệp, các bộ ngành đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ về mặt thị trường và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Chính sách không chỉ ở phía cầu mà kể cả ở phía cung, đó chính là các chính sách liên quan đến các doanh nghiệp, đến các cái người sản xuất và các cái nhà đầu tư, tích lũy tiêu dùng và xuất khẩu là ba cái cỗ xe tam mã cần phải được quan tâm để thúc đẩy đi đúng hướng, để hợp lực để kéo cái cỗ xe kinh tế của chúng ta cùng một nhịp và cùng một hướng. Doanh nghiệp hiện vẫn còn đối diện với những khó khăn thách thức như lãi suất còn cao, lãi suất cho vay chưa giảm tương ứng với lãi suất huy động, các thị trường xuất khẩu phục hồi nhưng chưa bền vững. Do đó, trước mắt, các doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến thị trường và thay đổi chính sách của các đối tác để có phương án sản xuất phù hợp, hiệu quả.